Chắc bị té rồi quá. Ok. Ok. Rồi, có người vô rồi, vậy là mạng của Nhiên nó bị yếu thôi. Nhiên tiếp tục nha. Thì cách đây vài hôm, Nhiên có coi các bạn chia sẻ về chú MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Chú MC Nguyễn Ngọc Ngạn là một người dẫn chương trình cho trung tâm Thúy Nga Paris ở hải ngoại. Và chú là một trong những người vượt biên và sang Canada định cư. Rồi chú được cộng đồng người Việt ở bên này mời chú làm MC vào thập niên 80 và cho đến tận bây giờ. Thì chú là một trong những người không thích cộng sản. Không thích cộng sản quý vị. Và chú cũng đã từng có những cái lời nói khi nào mà còn cộng sản thì chắc chú không về lại Việt Nam. Và chú đã từng về tới Singapore và chú từ Singapore nhìn qua đất nước Việt Nam. Nhưng rồi chú cũng lặng lẽ về lại Canada và Mỹ. Và chú cũng không thích Việt Nam. Thì những người mà nghệ sĩ, ca sĩ thuở đó cùng chung trong một cái đoàn diễn với lại chú, họ cũng có những cái tư tưởng giống y như vậy. Và cho đến ngày hôm nay thì sao quý vị? Cô Khánh Ly cũng đã về Việt Nam để diễn rồi đó, để hát, ca hát rồi. Chú Chế Linh cũng về Việt Nam và người ta phát hiện ra chú Chế Linh trong một cái bối cảnh là chú ngồi ở một cái quán cà phê dọc đường ven đường và chú cầm tờ báo, bên cạnh là ly cà phê, ly trà đá, chú đọc báo Việt Nam, tờ báo của Việt Nam, nhưng quý vị, của Đảng Cộng sản Việt Nam viết. Ngày xưa chú Chế Linh cũng cũng từng không không muốn về Việt Nam khi mà thấy ở Việt Nam vẫn còn cộng sản đó. Thì chú Chế Linh cũng về Việt Nam rồi, cô Hoàng Anh, cô ca sĩ Hoàng Anh cũng về lại Việt Nam rồi, ca sĩ Bằng Kiều cũng đi đi về về ở Việt Nam đó. Ca sĩ Bằng Kiều và Ngọc Huyền là những cái thế hệ sau quý vị, những thế hệ sau họ sang nước ngoài khi họ còn đã sống tại đất nước Việt Nam trên tuổi thành niên lận, trên tuổi trưởng thành, có nghĩa là họ sang nước ngoài khi họ được dựng vợ gả chồng, là đã cái tuổi đã trưởng thành rồi. Họ sống tại đất nước Việt Nam tới hơn 20 năm trong cái cuộc đời của họ. Và cái con đường sai lầm của họ là khi họ qua tới bên Mỹ, họ có những cái lời nói sai lệch về đất nước Việt Nam, làm cho đồng bào Việt Nam, nhân dân Việt Nam đau lòng, thất vọng. Bởi vì tiếng tăm của họ được nổi từ đất nước Việt Nam mình. Họ được gầy dựng cái tiếng tăm của họ, cái con đường nghệ thuật của họ tại đất nước Việt Nam. Tại đất nước Việt Nam quý vị. Đó. Rồi khi họ lấy chồng, lấy vợ, họ qua bên Mỹ, họ sống. Họ lại cầm những cái lá cờ đã từng làm đau lòng đồng bào của chế độ ngụy cũ. Họ họ diễn rồi họ ra những cái đĩa CD. Thì thuở đó nhưng biết được là nhân dân Việt Nam rất là buồn và cảm thấy thất vọng vô cùng vì đã từng yêu thương, yêu mến họ như thế nào. Đó. Còn về Đàm Vĩnh Hưng á, thì anh Đại Lượng nè, Đàm Vĩnh Hưng thì vẫn còn ở Việt Nam. Tuy là Đàm Vĩnh Hưng đi lưu diễn ở Mỹ đó, rồi nghe đâu là cũng đã có giấy tờ ở bên Mỹ, nhưng mà vẫn còn gia đình ở Việt Nam đó. Thì có thể là vẫn còn cơ hội để mà suy ngẫm lại. Về cái trường hợp của Đàm Vĩnh Hưng thì Nhiên đã nói nhiều like rồi, Nhiên nói nhiều like rồi đó. Các bạn nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng tại đất nước Việt Nam, các bạn đừng nghĩ là do thực lực của các bạn. Nếu như một mình các bạn sẽ không bao giờ có được những cái thành quả
của các bạn như vậy đâu. Các bạn phải được cái sự đồng ý và hỗ trợ của chính quyền thì các bạn mới có thể đứng ở trên sân khấu tỏa sáng như vậy. Đó. Rồi phải có được những cái sự ủng hộ của nhân dân thì các bạn mới có được cái sự nghiệp. Có nghĩa là các bạn có được những cái cơ sở vật chất của các bạn ngay tại quê hương đất nước Việt Nam. Thì các bạn cần phải biết ơn. Mình làm ra của cải vật chất của mình ngay tại đất nước Việt Nam mình, thì mình phải dùng cái thành quả lao động đó của mình để mà mình cống hiến lại cho xã hội. Mình có được từ xã hội thì mình dùng nó để mà mình cống hiến lại cho xã hội. Chứ các bạn mà đem những cái thành công của các bạn để các bạn tính cái con đường sau này đi qua nước ngoài rồi sinh sống đóng thuế cho tư bản thì các bạn có lỗi với lại quê cha đất tổ của mình rất là nhiều. Các bạn có thấy những người mà lên trên mạng nói sống ở nước ngoài sung sướng, văn minh, thừa hưởng những cái sự không khí trong lành, được nhà cao cửa rộng, đi xe hơi, thì nếu như họ có được những cái thụ hưởng giống như vậy thì hà cớ gì họ lại đi về lại Việt Nam làm gì các bạn? Sống sung sướng đi, sống sung sướng tại nơi rồi đang sống, đúng không? Rồi qua đời cũng, tại vì các bạn hài lòng khi trả thuế cho tư bản thì khi các bạn, cái phần cuối cuộc đời của các bạn phải để tư bản, để tư bản họ lo cho các bạn. Cái đó mới là luật công bằng, đúng không? Chứ các bạn khi mà tuổi trẻ của các bạn sống như vậy, rồi khi các bạn về già các bạn mới nhận ra được cái cốt lõi bên trong của sự thật. Những ngày tháng lao động của các bạn không thấy nhận được thành quả gì cả khi các bạn bị cho đi. Cái này bị chứ không phải là được cho đi, nhưng các bạn có nghĩa là các bạn bị đóng thuế, bắt buộc phải cho đi, nhưng mà khi nhận lại không có bao nhiêu hết. Lúc đó các bạn nhớ tới quê hương đất nước Việt Nam. Lúc đó tự nhiên các cô chú anh chị tự nhiên nhớ tới quê hương, và các bạn cô chú anh chị lại muốn được về lại quê hương Việt Nam, được chết trên mảnh đất thân yêu của đất nước. Các anh chị nghĩ sao vậy? Các anh chị cô chú nghĩ sao vậy? Nghĩ gì kỳ vậy, đúng không? Suy nghĩ như vậy không công bằng. Không công bằng cho những người đã nằm xuống, không công bằng cho những người đã từng khổ cực lao lý, khổ cực cuộc đời của họ cùng chung tay với lại Đảng Cộng sản Việt Nam để mà xây dựng đất nước. Các anh chị sống cái kiểu cho bản thân của mình nhiều quá, chê bai đất nước, rồi khi nghĩ tới khi mình già, cái số tiền lương hưu ít ỏi không đủ sống, cái tự nhiên đòi đi về lại quê hương. Đòi đi về lại quê hương, rồi lại đòi được chết trên mảnh đất quê hương Việt Nam. Nhưng thấy có một cái gì đó nó mắc cười lắm quý vị. Trong khi ở bên này, các anh chị em cô chú có biết là một người mà mất đi tại Mỹ thì cái người sống phải chịu trả nợ cho người đó một khoản tiền không gọi là nhỏ. Cái khoản tiền cho buổi tang lễ từ dao động từ 40.000 lên tới 80.000 và có thể hơn nữa cho một cái mảnh đất, cho một mảnh đất cho người mà nằm xuống đó quý vị. Và có những người qua Mỹ 20 năm họ không dư được cái số tiền đó. Cho nên khi người thân của họ qua đời, họ phải nhờ vào cái sự họ phải đi xin, họ xin cái sự đóng góp chia sẻ của đồng bào bên này để cho họ đủ tiền mà chôn cất người thân của họ. Đó là lý do những người mà lớn tuổi bên này họ muốn về lại Việt Nam là như vậy đó quý vị.
Nhưng mà Nhiên cảm thấy không công bằng với lại đất nước Việt Nam mình chút nào cả. Không công bằng. Trở lại vấn đề mà các anh chị em cô chú có cái đề tài là những người đi lao động nước ngoài, hoặc là những người du học sinh, những em du học sinh, rồi những người đi du lịch qua tới nước ngoài, và họ 80% họ không muốn trở về lại Việt Nam, họ ở lại nước ngoài luôn. Là lý do tại sao? Tại vì họ chưa thấy rõ mồn một những gì khuất tất bên trong của tư bản. Ngày xưa cái chiếc bánh hamburger hoặc là cái cục gà rán, nó là một cái gì đó gọi là xa xỉ lắm quý vị. Cho nên là lúc đó Việt Nam mình chưa hòa nhập, nên mình thấy ở trên phim, mình thấy những người nước ngoài họ ăn cái đó, mình thấy sang trọng vô cùng đúng không? Mình thấy thèm thuồng vô cùng đúng không quý vị? Đúng không? Nên cho nên là khi mà hội nhập rồi á, đó thì có những người người ta muốn đi, có những người người ta từ nhỏ lớn họ ta chưa thấy, người ta thấy trên phim ảnh nên họ muốn được đi qua nước ngoài để chạm vào những cái món ăn đó. Nhưng khi họ qua tới nơi rồi họ thử, họ lại thấy không có ngon, không có tươi giống như là bánh mì Việt Nam. Đó. Rồi qua đây rồi thì mới thấy được tất cả mọi thứ diễn ra nó đúng sự thật như thế nào. Vậy thì chúng ta hãy để cho những người đó đi đi. Con người của chúng ta, cái cuộc sống lương duyên của mỗi con người, thì hàng năm có tới vài chục ngàn người đi, và cả có tới cả trăm ngàn người, vài trăm ngàn người đi. Nhưng rồi sau đó thì sao? Những cặp lứa đôi bén duyên cũng sanh sôi nảy nở ra lại cả trăm ngàn người trở lại. Và đất nước Việt Nam mình dân càng ngày càng đông. Cho nên là chúng ta cứ để con cái của mình đi đi để mà học hỏi những cái điều mới lạ. Đi để té, khi nó té rồi nó mới thấy được. Đi để tìm hiểu, tìm hiểu cốt lõi bên trong của cái nơi ánh sáng mà nó nhìn thấy. Nhiều khi thấy từ xa ánh hào quang đẹp lắm quý vị, nhiều màu sắc đẹp quá, muốn chạm tay vào, muốn chạm tay vào. Nhưng mà khi mà đến gần chạm tay vào rồi, mình mới thấy là trong tất cả những màu sắc đó vẫn có những cái dấu chấm đen, màu đen, màu nâu, màu lợt lạc. Cuộc sống muôn vẻ muôn màu, giống như đất nước tư bản cũng vậy, muôn vẻ muôn màu quý vị. Ngày xưa Nhiên cũng giống như tất cả các em thanh niên thế hệ trẻ thôi, Nhiên đã từng có mơ ước và Nhiên cứ chia sẻ hết rồi đó. Rồi Nhiên qua bên này đó, Nhiên mới, khi mà mình sống ở đây mình mới va chạm và mình mới nhìn thấy rõ mồn một, mình thấy rõ mồn một. Cho nên đó, Nhiên mới nói là cái khác biệt của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản là người ở cộng sản, cái chế độ cộng sản, bạn được thừa hưởng toàn bộ cái thành quả lao động do chính bạn gây dựng nên. Còn ở tư bản là bạn phải đóng góp, thì giống như là Nhiên nói một câu chuyện về giống như là cái chiếc bánh, về câu chuyện ngày xưa Nhiên đi học đó quý vị. Ngày xưa Nhiên đi học ở trong trường, bởi vậy Nhiên mới rất là thích những cái sách giáo khoa cũ của Việt Nam cái thời mà Nhiên đi học. Có một câu chuyện là như vậy, có hai chú bê, hai chú gấu, hai chú gấu, hai anh em nhà gấu, thì có được một mẫu bánh mì. Hai anh em nhà gấu mới muốn cùng nhau ăn, thì khi mà người anh và người em không ai nhường nhịn nhau cả, người nào cũng sợ người người kia bẻ bánh mì ra, bẻ cái mẫu bánh mì ra sẽ bị lớn hơn đó, lớn hơn cái của mình. Cho nên là hai hai anh em giành nhau để mà ăn cái mẫu bánh mì đó.
thì con cáo nó xuất hiện, nó đi ngang qua, nó thấy như vậy, nó mới lại, nó giả nhân giả nghĩa, nó nói là nó sẽ là người công bằng để mà chia ổ bánh mì cho hai anh em được hưởng, cho nó hai anh em khỏi phải cãi nhau nữa đó. Thì con cáo nó mới cố tình bẻ cái mẩu bánh mì một bên bự một bên nhỏ, hai anh em nhìn vào thấy cái sự khác biệt nhiều quá, người anh kêu không, cái bên kia bự hơn bên của tôi. Thế là con cáo nó cắn cái mẩu bánh mì bự đó, thay vì cắn cho nó đều, nhưng mà nó lại cáo mà, là cáo già mà, cho nên là nó mới cắn cái khúc nhiều nhiều hơn cái khúc bên kia, lại thấy cái sự chênh lệch nữa. Thế là hai anh em cứ cứ nói không, cái này của tôi ít hơn, cái này của tôi nhiều hơn. Thế là con cáo nó cứ cắn tới cắn luôn, nó cắn hết, nó cắn cho đến khi mẩu bánh mì còn chút xíu, bắt đầu nó mới bẻ đôi ra cho vừa vặn, và hai anh em gấu chỉ còn một mẩu tí xíu thôi quý vị, chỉ còn một mẩu tí xíu thôi, còn lại cái thành quả lao động kia con cáo nó đã lấy hết rồi, nó ăn hết rồi nó ăn hết rồi đó. Thì những cái câu chuyện này trong sách giáo khoa cái thời của Nhiên á, dạy các cô giáo thầy giáo trong trường dạy dạy những cái câu chuyện này, mình nghe mình thấy vui hay là cái gì đó, lúc đó mình đi học mình không có cảm nhận được cái sự sâu sắc của câu chuyện, nhưng khi các bạn va chạm vào với đời các bạn mới thấy được đoàn kết sẽ có sức mạnh, chia rẽ thì sẽ chết đó, chia rẽ thì sẽ chết, tham thì tham. Những câu nói dân gian của Việt Nam mình á hay lắm quý vị, hay lắm, nó thực tế vô cùng. Cho nên nếu như các bạn đi ra nước ngoài, các bạn không tìm hiểu, các bạn phải trả những cái khoản thuế đó, và các bạn cảm thấy gọi là hạnh phúc vui vẻ, vậy thì các bạn nên nhớ lại những ngày tháng mình ở Việt Nam. Nếu như các bạn vẫn trả những cái khoản thuế, vẫn chịu tự nguyện đóng cho chính phủ những khoản thuế đó đi, nhưng các bạn ở bên này nói như vậy Việt Nam không lo an sinh xã hội cho người dân giống như ở Mỹ. Ok, tôi đồng ý cái điểm này các bạn nói như vậy. Vậy thì tôi chỉ hỏi các bạn sống bên này, vì sao chính phủ Mỹ lo an sinh xã hội cho các bạn? Tại vì các bạn đã bị họ thu những cái khoản tiền thuế, thu những cái khoản tiền bill. Nó có một cái điểm hài hước ở điểm này là này các bạn, khi mà những người sống tại Mỹ họ trả tiền thuế nhà, thì trong cái tiền thuế nhà bao gồm thuế trường học, thuế bệnh viện, thuế cảnh quan môi trường đó, rồi thuế thuế cái ngôi nhà mà họ mua họ ở, nó bao gồm nhiều cái khoản thuế ở trong đó lắm. Thì nếu như chính phủ đã lấy cái tiền thuế cái căn nhà đó của họ, bao gồm những cái khoản thuế kia rồi, thì chính phủ phải lo cho họ có được chữa bệnh miễn phí, hay là dọn dẹp miễn phí, hay là chạy xe trên đường miễn phí chứ quý vị. Nhưng mà không có. Tuy là họ đã thu những khoản thuế đó rồi đó, nhưng mỗi người dân đều phải trả tiền thuế đi đường cho cái chiếc xe của họ. Đó gọi bên này gọi là mua mua cái sticker đó cho cái xe đó. Rồi mỗi người dân phải bỏ tiền để mua bảo hiểm sức khỏe của họ. Ủa gì kỳ vậy quý vị? Quý vị có cảm thấy là cái điểm này nó lấn cấn không quý vị? Nó lấn cấn không? Bởi vì quý vị đã trả cái khoản tiền thuế nhà, ngoài tiền thuế nhà ra, quý vị còn phải trả tiền thuế thu nhập cá nhân của quý vị nữa. Là hai khoản thuế đúng không? Nhưng trong cái khoản thuế nhà là đã bao gồm cảnh quan môi trường, rồi trường học, rồi bệnh viện,
có những người không có con cái nhưng mà cũng phải bắt buộc ở trong cái điều khoản thu thuế của chính phủ Mỹ là bắt buộc phải đóng đó. Nếu như ở Việt Nam thì quý vị có kiện chính phủ về cái khoản thu kỳ quái này không quý vị? Ơ, tôi đã đóng cái khoản đó bao gồm tất cả rồi, bây giờ phải bắt tôi phải trả thêm cái khoản tiền mua bảo hiểm sức khỏe, rồi phải đóng thêm gần 100 đồng cái tiền của cái xe của tôi chạy trên đường nữa đó, rồi phải rồi còn nữa quý vị, phải đóng khi mà cỏ cây nó mọc, cây cỏ nó mọc trước nhà quý vị đó, quý vị phải tự cắt, còn không cắt thì nó cái người mà chủ của cái thành phố đó, cái khu vực đó sẽ đến đưa cho quý vị cái tờ thu phạt đó. Các anh chị em cô chú có thấy là cái sự gọi là bóc lột mà đến tận xương tủy như thế nào không? Bởi vì sao Nhiên nói là tư bản là bóc lột tận xương tủy là như vậy, nó vô lý không quý vị, nó vô lý không? Trong khi chúng ta đã trả những cái khoản đó rồi, vậy thì các bạn làm ra cái thành quả lao động của các bạn không hẳn là các bạn phải trả ba chỉ bị trả 30% cái tiền thu nhập cá nhân của các bạn đâu, mà hầu như là các bạn trả gần như là hoàn, gọi là gần như là toàn phần rồi đó. Tại vì các bạn trả cái tiền nơi ở của các bạn là căn nhà yêu dấu của các bạn đó, thì các bạn phải trả luôn cái khoản tiền thuế nhà, thuế bệnh viện, thuế trường học, thuế cảnh quan môi trường, là những cái công viên này nọ đó đó, rồi phải làm cho môi trường sạch đẹp, ngoài ra tiền rác riêng nữa nha quý vị, tiền rác riêng nữa, trong khi đó đã trả cái khoản tiền cảnh quan môi trường rồi, giờ phải trả thêm cái khoản tiền rác nữa, làm sao làm sao? Tới đây là thấy rối rồi đó, đúng không? À, nhưng khui ra tới khúc này là quý vị bảo đảm luôn, các anh chị em cô chú ở mà đang có cái mộng đi nước ngoài sẽ bị rối ngay khúc này ngay. Nhưng mà những người bên này vui vẻ kêu đó là trách nhiệm của họ để mà chung tay với lại chính phủ Mỹ xây dựng đất nước văn minh giàu đẹp. Vậy thì tại khi họ sống tại Việt Nam, bây giờ Nhiên chỉ mong muốn các anh chị em cô chú mà chống phá đất nước Việt Nam á, chúng ta hãy kêu gọi người dân ở Việt Nam, gần 100 triệu dân ở Việt Nam tự nguyện đóng tiền, những cái khoản tiền tương tự như các anh chị em cô chú bên này đóng cho chính phủ Mỹ đó, thì các anh chị em cô chú làm ơn kêu gọi hơn 100 triệu dân ở Việt Nam tự nguyện đóng tiền thu nhập cá nhân của họ cho chính phủ Việt Nam đi. Nếu như họ đã đóng tiền thu nhập cá nhân của họ cho chính phủ Việt Nam rồi mà chính phủ Việt Nam không cho họ những cái khoản đó, những cái khoản gọi là lợi tức, thì lúc đó An Nhiên sẽ tự nguyện đi theo quý vị để đòi lại công bằng cho họ thôi. Quý vị làm được cái điều đó đi, đúng không cả nhà? Đó, nếu như quý vị kêu gọi được toàn dân, gần 100 triệu dân làm được 10 triệu một tháng, một năm làm được 120 triệu, tự nguyện đến kho bạc nhà nước cho tôi đóng cái khoản tiền thu nhập cá nhân của tôi giống như bên nước ngoài giùm, để cho nhà nước chính phủ Đảng Cộng sản Việt Nam phải lo cho an sinh xã hội của tôi giống như ở nước ngoài đó. 120 triệu đóng 30%, đóng 30% là có ba mấy triệu thôi à, mỗi người dân ở Việt Nam mà chịu làm như vậy thì tôi bảo đảm là Đảng Cộng sản Việt Nam bắt buộc phải lo cho người dân. Nhưng mà họ nhưng tin một điều, khi mà người dân tình nguyện làm cái điều đó
tự tình nguyện đóng thuế cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính phủ Việt Nam sẽ không bắt buộc người dân phải mua bảo hiểm. Không có giống như bên Mỹ. Hiện tại bây giờ người dân chưa có tình nguyện đóng tiền thu nhập cá nhân cho chính phủ Việt Nam, cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà chính phủ Việt Nam còn phải lo ngược lại cái bảo hiểm miễn phí cho những người già, cho những người mà hoàn cảnh khó khăn nữa kìa. Vậy thì cái điểm này tuyệt vời không quý vị? Quá tuyệt vời. Đây là một cái điều mà người dân Việt Nam vì sao ngày hôm nay cho đến tận thời điểm bây giờ, người dân Việt Nam mỗi ngày mỗi tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Là tại vì Đảng Cộng sản Việt Nam là một chính phủ vì dân, lo cho dân. Đem đến cho người dân cái sự tự do hoàn toàn. Mà không phải chịu cái sự áp bức nào từ những cái từ bất kỳ một cái sự chế tài nào cả, trừ khi những người có những cái doanh nghiệp thì họ mới lấy thuế. Còn các bạn nói là tại sao mua những cái nhu yếu phẩm lại đóng 10% thuế VAT? Đó là cái sự đóng góp của cũng gọi là tiền thuế. Nhưng phân tích cái điều này cho các bạn nghe. Nếu như các bạn chịu xài kem đánh răng do Made in Việt Nam, là do Việt Nam sản xuất đi, chắc chắn các bạn sẽ không trả cái khoản VAT. Các bạn vô trong những cái tiệm tạp hóa các bạn mua, các bạn không trả những cái khoản tiền đó. Nhưng cái điều mà các bạn có cái tư tưởng là đồ của nước ngoài là đồ tốt, cho nên các bạn muốn xài đồ của nước ngoài. Thì khi mà chính phủ Việt Nam nhập những cái món hàng của nước ngoài, bắt buộc họ phải trả thuế. Như ví dụ Mỹ bán những cái món đồ của Mỹ xuất khẩu qua Việt Nam, ở Mỹ, ngay tiểu bang Texas của Nhiên phải trả 8.25 thuế. 8.25 thuế cho một món đồ đó. Thì nhưng ví dụ cái kem đánh răng của Mỹ họ bán với giá là $5. Thì sau khi bạn ra bạn tính tiền, $5 bạn phải trả 8.25% của cái $5 đó. Có nghĩa là 10% là 50 sen đúng không? Bạn phải trả là 40 mấy sen tiền thuế. Thì khi chính phủ Việt Nam mình giao thương với lại Mỹ, đem những mặt hàng đó đến cho người dân, thì họ cũng phải trả 8.25 tiền thuế đó với Mỹ. Vậy thì các bạn mua hàng, các bạn đang đóng thuế cho tư bản, chứ không phải các bạn đóng thuế cho Đảng Nhà nước Việt Nam. Nên các bạn cần phải hiểu sâu những cái vấn đề này để các bạn không có bị cái sự so sánh là các bạn trả thuế ở bên Mỹ, ngoài việc trả thuế thu nhập cá nhân ra, ngoài việc trả thuế nhà đất hàng năm ra, những người sống tại Mỹ mua những cái nhu yếu phẩm đó vẫn phải trả 8.25 thuế. Thì nhà nước Việt Nam mình lấy bạn 10%, có nghĩa là nhà nước Việt Nam chỉ tính bạn cái mốc 1.75 thuế thôi, chứ không phải là 8.25. 8.25 thuế kia là bạn trả cho tư bản đó. Bạn trả tư bản, tại vì bạn thích xài đồ tư bản thì bắt buộc bạn phải trả cái khoản đó cho tư bản rồi. Lẽ ra Nhiên không có phanh phui cái điều này đâu, nhưng mà Nhiên thấy nhiều cái lời bình luận viết là tôi đi mua cái kem đánh răng tôi đóng thuế, tôi đi mua cái bàn chải đánh răng tôi đóng thuế. Tại vì bạn xính ngoại, bạn nghĩ là đồ của nước ngoài tốt hơn đồ Việt. Nhưng mà chưa hẳn đâu các bạn. Có những cái món đồ Việt bền lắm. Có những viên thuốc của Việt Nam có thể chữa bạn được
cái da của bạn bị mẫn cảm, da của bạn bị nấm mốc, da bạn bị bệnh da liễu, những cái thuốc mẹo của Việt Nam có thể chữa bạn được. Không hẳn là đồ của Việt Nam không tốt, đồ của Việt Nam hay đồ của nước ngoài cũng vậy, họ cũng có cái mặt tốt và mặt hạn chế. Ở bên Mỹ cũng vậy, bên Mỹ khi bạn bị về da họ chữa không có bằng ở Việt Nam, da liễu của Mỹ chữa không bằng ở Việt Nam. Thì ở Việt Nam có những cái chứng bệnh sẽ không bằng ở bên Mỹ, bác sĩ cũng không chữa bằng ở bên Mỹ. Cho nên là chúng ta học hỏi những cái tốt, những cái hay để thu thập cho bản thân của mình. Các bạn có tư tưởng vọng ngoại, cho nên các bạn cái gì của nước ngoài các bạn đều cho là tốt. Giống như bạn ăn cơm nhà mẹ nấu, ăn hoài bạn ngán, bạn qua nhà hàng xóm bạn ăn bạn thấy đồ ngon, ngon hơn cơm mẹ. Đó, nhưng mà các bạn không biết được là ăn đồ ăn của người thì bạn phải trả lại cho người. Còn bạn ăn đồ ăn của mẹ là một cái sự miễn phí bao la, chan chứa cả cái tình yêu thương của mẹ dành cho mình. Đó. Còn những người đã từng chê bai đất nước thì Nhi chỉ khuyên một điều là không có cái sự đóng góp thì đừng có đòi chi chép. Đã từng chê bai đất nước Việt Nam rồi thì các bạn lập nghiệp ở đâu các bạn hãy ở yên ở đó. Ở yên ở đó đi để mà thanh tịnh lại những cái giây phút mà mình có cái sự so sánh thiển cận như thế nào. Cũng giống như Nhiên viết cái tâm thư của Nhiên rồi gửi cho chú Nguyễn Ngọc Ngạn, chú MC Nguyễn Ngọc Ngạn đó. Nhiên có cái câu là chú đang muốn chờ xét duyệt đơn để hồi hương, nhưng mà cháu kính mong chú nên hồi hướng trước. Hồi hướng lại cái việc làm của mình, về cái suy nghĩ sai của mình, hồi hướng lại cái lời thề của mình, những cái lời mà mình chửi mắng quê cha đất mẹ của mình đó. Các cô chú nên hồi hướng trước khi các cô chú có ý định hồi hương. Thì Nhiên chia sẻ cho tất cả các anh chị em cô chú sẵn đây, thì Nhiên có cái tâm thư, Nhiên đã viết cái tâm thư đó cho chú Nguyễn MC Nguyễn Ngọc Ngạn, và Nhiên đã được tất cả các anh chị em cô chú ở trên mạng xã hội ủng hộ rất là nhiều. Thì sẵn đây Nhiên qua cái livestream này của Nhiên, Nhiên cũng muốn đọc lại cái bức tâm thư mà Nhiên muốn gửi cho chú Nguyễn Ngọc Ngạn, cũng như mến tặng chú cái bài thơ mà Nhiên viết để cho chú thấy được là Nhiên liệt kê sao kê những cái giá tiền mà một người sống tại nước ngoài, sống tại Mỹ hay Canada phải chi trả trong trong một tháng như thế nào. Đó thì cái nội dung tâm thư của An Nhiên là như thế này. An Nhiên nghe đồn chú MC Nguyễn Ngọc Ngạn đang gửi đơn chờ xét duyệt cho chú được hồi hương. Cháu kính mong chú Ngạn hồi hướng trước sẽ hay hơn chú ạ. À, cộng sản giờ không bớt đi mà ngày càng sinh sôi nảy nở thêm rồi chú Ngạn ơi. An Nhiên còn nhớ năm xưa các chú sống trong thời hoàng kim ở hải ngoại thì người dân Việt Nam nghèo khổ chật vật. Thuở ấy cộng sản chưa được nhiều, cũng nhờ vào cái đường lối chống phá cộng sản của các cô chú mà không hiểu sao, không hiểu vì sao giờ khắp nơi ở trên toàn cầu đất nước Việt Nam toàn là cộng sản không à. Và cháu còn nhớ chú Ngạn và cô Khánh Ly cũng như nhạc sĩ Trúc Hồ và tất cả những người ca nghệ sĩ không thích đất nước Việt Nam mình đã từng nói là khi nào mà nước Việt Nam còn cộng sản thì các cô chú quyết sẽ không về. Thì sau khi đất nước thống nhất cho đến giờ, Việt Nam mình được thống kê là đã có hơn 100 triệu dân rồi. Đó. Thì
nhờ vào cái sự gọi là chống phá đất nước Việt Nam của các cô chú đã kêu gọi, thì An Nhiên trừ đi những cái thành phần mà lười biếng lao động được các cô chú chống phá đất nước Việt Nam, ngụy quân ngụy quyền cũ ngu dốt gửi tiền nuôi những người lười biếng lao động để mà phá hoại cái cuộc đời của họ, thì cháu đoán là có khoảng chừng 50.000 người lười biếng ngu dốt đó đó đi theo cô chú để được hưởng những cái phần tiền, được hưởng những cái phần tiền mà cô chú bên này lao động mà gửi cho họ, lôi kéo họ chống phá đất nước Việt Nam á. Đó, thì cháu đoán là 50.000, nhưng mà khi cháu bỏ bài lên á, chú Ngạn có biết là có rất là nhiều người vào nói An Nhiên ơi làm gì tới 50.000, có khoảng chừng 5-7.000 người thôi, nhưng mà thôi Nhiên Nhiên cho là được 50.000 luôn, Nhiên cho là 50.000 người luôn. Đó là theo theo cái lời dụ dỗ của các anh chị em cô chú ở bên này, theo cái bánh vẽ của các anh chị em cô chú ở bên này đó, thì có 50.000 người theo quý vị luôn. Đó, số còn lại là 900, số còn lại của dân Việt Nam á là 99 triệu 950.000 dân trên 63 tỉnh thành, họ hiện tại bây giờ họ đều theo cộng sản cả, họ đều theo cộng sản, họ họ càng càng cảm thấy yêu quê hương đất nước của họ nhiều hơn. Tại vì họ nhìn thấy những cái kết đắng của những người chống phá đất nước như thế nào, và họ nhìn thấy mồn một cái cuộc sống của những người hải ngoại thực hư như thế nào, cho nên họ càng yêu thương quê hương đất nước của Việt Nam của mình nhiều hơn nữa. Cộng sản giờ đây đông hơn quân Nguyên rồi, nên các cô chú anh chị em ở hải ngoại á, chống phá đất nước Việt Nam, không thích đất nước Việt Nam á, thì các cô chú ráng lao động, lao động nhiều hơn nữa để mà gửi tiền về cho cái số người mà thành phần mà đang ủng hộ cô chú á, nhớ là phải gửi tiền cho họ đúng ngày đúng giờ, đều đều vậy đó, để mà họ viết bài, họ rải truyền đơn rồi đó, họ làm những cái việc ngu dốt giống như các cô chú đó. Đó, nhớ gửi tiền về cho họ, chứ không thôi á, ngừng gửi tiền thì một ngày nào đó họ quay xe, họ theo cộng sản thì các cô chú sẽ mất cả chì lẫn chài luôn. Đó. Thì qua mạng xã hội thì An Nhiên mới được nghe tin là chú Ngạn mới bị thở oxy, thì cháu cũng kính mong chú giữ gìn sức khỏe. Đó, rồi ở bên này chữa trị cho nó tốt, tại vì y tế ở bên này á, rất là tuyệt vời, giống như cô chú nói rồi đó. Nếu như mà chú may mắn chú xin được cái bảo hiểm nhân đạo của Mỹ á, thì của Mỹ hay của Canada, thì chú không có chi trả tiền nhiều, chú chỉ trả vài trăm đồng và một số tiền nhỏ thôi. Đó, cũng giống như ở bên này cháu của An Nhiên á bị té xe. Đó, tuy là có bảo hiểm rồi đó, rồi bị mổ cái chân, nhưng mà cháu cũng phải trả 4.000 đô. Đó là mổ mổ xong xuôi rồi về nhà á, cái bill về là 4.000. Đó, có những người trả tiền bảo hiểm nhiều, giống ca sĩ Hoàng Vũ á, thì phải bây giờ phải trả cái con số là 700.000 nữa mới được phẫu thuật tiếp tục. Đó, cho nên là y tế ở bên này rất là tuyệt vời, không giống như y tế ở cộng sản đâu, nên các cô chú á, có bị gì á, thì chữa ở bên này đi, y tế tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Đó. Thì cảm ơn tất cả cái sự ủng hộ yêu thương của các anh chị em cô chú trên cộng đồng mạng đã gửi đến cho Nhiên. Chúc cả nhà một ngày làm việc vui vẻ, và chúc tất cả các anh chị em cô chú ở nước ngoài ngủ ngon, mai còn đi cày kiếm tiền để mà đóng thuế trả nợ tư bản. Cảm ơn cả nhà nhiều, hẹn gặp lại cả nhà trong cái live kế tiếp. Cảm ơn, bye cả nhà.